Hello, xin chào mọi người, đến với game The Binding of Isaac Rebirth. Đây là game phần 2 của game The Binding of Isaac. Thì game này khi sang phần 2 đã được nâng cấp khá là nhiều về mặt hình ảnh. Mình theo cá nhân mình thấy thì phần 2 này đẹp hơn phần 1 và dễ điều khiển hơn và có rất là nhiều thứ mới. Mình nhất cho là về ngày hôm nay tại vì thằng Hưng nó nhờ mình mua cho nó một game. À, mình mua cho nó một bản và mình cũng mua cho mình một bản luôn. Thế mình chơi thử, mình bị nghiện mấy ngày hôm nay. Mình xin đổ thừa cho Hưng vì tại vì Hưng mà mấy hôm nay mình không quay cái gì cả. Nhưng mà mình nghĩ là thôi thì đằng nào mình cũng nghiện rồi, thôi mình quay lên có để có cái gì đấy up. Vì mình cá nhân mình thấy game này cũng khá là hay và mình hoàn toàn không có ý định bắt chước PewDiePie gì cả. Ê, mong mọi người đừng nói là mình bắt chước PewDiePie, please. Ok, chúng ta sẽ new run tại vì cái run trước của mình chơi như cái ớt ý, nhặt toàn ba đồ lăng nhăng thôi. Thực ra thì mình chơi xếp hay quá nhỉ. Bắt đầu khởi đầu thật tuyệt vời. Chưa gì đã không được. À không, tầng 1 không phải lo tại vì tầng 1 chẳng bao giờ được đi vô điêu. Đi vô điêu là gì? Đi vô điêu là cái phòng mà nó có con quỷ, nó sẽ cho mình đổi những cái đồ ngò. HP up và you feel protected. Không hẳn là HP up, mình chỉ được ba cái team kiểu sâu hết thôi. Cái đấy thì chỉ là máu tạm thời ấy. Ok, nhưng mà có chìa khóa này. Nice. Tầng 1 có chìa khóa thì tầng 2 không chết đói rồi. Mình sợ nhất là cái vụ mà lên tầng 2 xong là không có cái chìa khóa nào, vì từ tầng 2 trở đi các cửa vàng đều bị khóa bổ khóa. Thì thật sự không được. Nếu mà không có chìa khóa 100% mà không lấy được đồ. Con đó tệ mà, chơi tệ quá. Ôi, chúng nó nổ rồi. Không vui rồi, mình phải giết con này trước. Mấy con này giết sao không được. Chơi tệ thật ý. Chơi mấy ngày hôm nay rồi mà chơi tệ. Buồn quá, Nhớ xin lỗi, mình chơi cho nào cũng phế. Nhưng mà người phải hiểu rằng là chơi trò này nó cần một kỹ năng rất là lớn, rất là cao siêu. Và phải chơi khoảng liên tu ti mấy chục năm rồi thì may ra mình có thể master được bất kỳ trò nào cũng thế. Liên minh thần thoại mình chơi không giỏi nhá. Ok. Nó trong đây có cái gì đấy như là không phải cái này. Mình không muốn đến này gì nào cả, đông quá. Quá đông cho một cuộc tình rồi. Cảm ơn đừng kêu. Có bom này hay quá, thế mình có thể vào đây phá cái này ra. List. Mở hòm này. Úi tiền. Tiền luôn. Ok, phá luôn cả cái này đi. Nó xin đấy à. Rồi. Đấy, được cái có khá là nhiều máu. Con này à, con cục xít này à, tuyệt vời quá nhỉ. Thực ra mình không có cái đồ gì khỏe cả để đánh nhau con này, nên khá là mệt. Nó sẽ khá là mệt khi mà mình không có đồ gì đánh nhau với nó cả. Đấy, nó lại chuẩn bị chạy đấy. Cục xít bay, cục xít chuẩn bị trượt. Đây nó khá là trơn. Nào, đừng có khạc một người ta. Ôi dồi ôi, mình không để ý, mình chơi mình cái trò yêu cầu kỹ năng kém lắm mọi người thông cảm. Có gọi đệ mày ra nữa please. Ok, quá là bình thường luôn. Cái này nó không khá là không đến nỗi khó. Oh my god, đông quá rồi. No rồi, chết rồi. Nice, easy. Lazarus, mình unlock Lazarus tại mình nhặt được nhiều sâu hết quá. Magic Mushroom này giúp cho tất cả các stat mình tăng hết. Đấy, tức là cả đam, cả tốc độ đánh, cả tốc độ, cả số lượng bắn, còn nói chung là tăng hết. Tất cả tăng một cái, kể cả máu của mình cũng tăng một trái tim. Hay đấy, tầng 1 được cái đấy khá là ngon đấy. Có lẽ đam được tăng khá là đáng kể. Giờ một phát là chết một con ruồi rồi. Trong khi ở tầng 1 mình... Ôi dồi ôi, con kia đừng. Ôi dồi, nó nổ luôn mà. Sao lại nổ thế? Quất đời, đừng nổ vậy chứ. Mình có chìa khóa rồi, bây giờ mình cần đi tìm vòng vàng. Ôi dồi ôi, con này à. Thôi, giật cả mình. Oh, tầng này mình phải cố gắng không bị dính một tí gì cả. Thì may ra mới được đi vô điêu. Cảm ơn. Thực ra mình có mấy cái team ghi kia rồi, cho nên chỉ cần mình giữ cái team đỏ thôi là mình được đi vô điêu. Cửa này có gì hot trong này. Shit. Bloop. Ok, Zen. Wow.
Mỗi một phòng là mình được một cục xi à. Ok, khá là ổn đấy. Mình thấy hối hận quá, tại sao bị nhặt cái thứ phế vật này lên. Đến đây, con lợn này đánh rắm các con. Mở cái này ra, lấy cái chìa khóa kill, lấy cái chìa khóa này và đi tiếp để dành cho tầng tiếp theo. Ta không muốn tầng tiếp theo có phòng khóa mà ta không mở được. Ô, hai chìa khóa thế mình có thể lấy ra đây mình mở tầng này. Có nhiều bom mà. Kill. Gì đây? Wow. Sao lượt chạy này có vẻ có duyên với Seed nhỉ? Vừa lấy được cái từng gọi Seed xong là được cái cục Seed khô nữa thôi. Thua rồi. Khá là thua rồi. Rồi bọn ruồi này thực ra nó cũng dễ giết, nói chung là đam mình nó to, nó không sợ, không phải sợ gì hết. Ngon. À bây giờ mình phá này đôi khi là... ôi dồi hai con này à, đùa à, chết rồi cái việc mà cố gắng lên, cố gắng lên, biết đâu, biết đâu rồi, biết đâu rồi, mình chỉ cần không để mất cái máu đỏ là được. Mất máu mất máu kia vẫn không sao. Ồ, ồ, chết nhanh cả. Ồ, mình không để ý thanh máu của chùm nó lắm nên là có khi nào đi vô điêu không. Yes, đi vô điêu. Ui, HP ăn luôn. Ui, sao lại còn được cái thiện. Ồ, cái này là cái chi ta. Cái này là cái chi chi. Chưa bao giờ thấy cái này cả. Cái này là cái gì? Đàm up à, hay quá nhở. Hay quá nhở, thế mà mình nhặt cái này này, sao mình xuống dưới kia nó lại tăng một máu. Ê, cái máu trắng này mình chỉ cần một nửa, khi mình xuống được tầng tiếp theo thì nó sẽ được tăng một cục máu. Trong khi mình vừa ăn cái breakfast kia nữa thì cũng được tăng máu luôn à. Đấy, rồi, giờ đam to rồi. Và phòng này chỉ có đồ rồi à. Ôi giời ơi. Sao nó lại là cái lũ này. Mình ghét cái lũ này dã cơ mà nhá. Ôi bây giờ, uầy. Ok, cái cục này mình chỉ cần với bọn này mình chuyển 2 phát, còn không riêng bọn này thì 3 phát. Oh shit. Oh no. No. Tao không cần biết chúng mày khó chịu như thế nào, nhưng mà tao không được để chúng mày đụng vào người tao một lần nào cả. Tao không cho phép bản thân tao làm điều đấy. Rồi sao? Cái gì? Hai chìa khóa. Tao cố gắng kiếm cái phòng vàng nào làm ơn cho cái đồ gì tự tìm kia. Tao không cần cái đấy. Ta là quá là xa xỉ. Ui dồi, lũ này á. Thôi thế thì chịu. Riêng cái lũ này thì chịu. Ui dồi, mình chỉ giết một đứa là ta nổ tất cả. Ui dồi, cái lũ này à. Em một con này con nào, what the fuck. Mình không. Ôi dồi, không, cố gắng giết con này rồi, ok xong. Không ra mất team đem thôi, không có gì quan trọng cả. Ôi là đống đồ nữa này. Gì đây? Amnesia, vậy là mình mất phương hướng. Cảm ơn ông rời đã cho mình cái viên thuốc tuyệt vời mức như vậy. Oh, God, God. Shit. Nhờ. Amnesia. What the? Sao mình có ra cảm giác mình không bị mất máu nhỉ? Ta mình to thì to đấy, nhưng mà nó cái vấn đề ở đây là chúng ta vẫn... Ôi, phòng vàng rồi. Gì đấy? Ôi giời ơi. Giúp mình tốc độ chạy nhanh à? Ram Speed Ario là bạch dương à? Đúng nhỉ? Dê trắng. Ôi phòng thế là chỗ này xong nhiệm vụ rồi nhá. Chỗ này còn gì không? Ờ giờ có cái mình có nên mở cái này không nhỉ? Hay là mình nên để dành cho tầng 3 yak mình để... À mình để dành cho tầng tiếp theo đi. Nhưng mà chỗ bên này nhiều tiền hơn. Thôi okay. Đặt bom ở đây. Ô không. Rồi. Xong tiền. Giờ phòng chùm nó ở chỗ nào? Đây là phòng chùm nó ở chỗ đâu? Không phải ở chỗ này. Yep. May mà mình có cái sừng này mình chạy nhanh. Chắc cứ rủi cái may à? Mình chưa bị mất cái team đỏ nào thì mình sẽ được đi vô điêu chăng? Cảm ơn đừng đụng cái đấy của tao đang thiếu. Rồi. Ui dồi con này à? Vai trưởng thế. Trong hàng chục con. Chúng mày không cho tao con nào, chúng mày cho tao con này à? Cố gắng cố lên nào, cố lên nào. Giết, cố gắng giết nhanh vẫn giết được. Con này có cái điểm yếu từ phía sau. Nó không đánh từ phía sau được. Nhưng mà nó hay gọi mấy con ruồi ở phía sau nên mình mới phải giải quyết mấy con ruồi đấy ạ. Trước khi chúng nó định chạm vào người mình. Và mình cũng phải né các cái đạn kia nữa.
Yep, yep. Ôi giời trúng rồi. Nhơn, nhơn, nhơn. Mặc dù thế này khá là bẩn đấy nhưng mà tao không cần biết thắng ra được. Đứng trước còn mệt nữa. Oh shit. Sắp chết rồi, sắp chết rồi, sắp chết rồi, sắp chết rồi, sắp chết rồi. Rồi nó chết rồi. Hay quay à. Nhơn. No 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 no. Rồi xong. Ok. Fuck. Không sao cả, vẫn chưa đụng với máu đỏ là không sao cả. He he he. Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi. Chết đi. Chết đi. Không được à. God damn it. Tear và short speed up à. Ok, mình có thêm nước mắt và bắn nhanh hơn. Ổn thôi. Mặc dù không được đi vô điêu nhưng mà cũng tạm được. Hang thứ hai. Oh shit, hang. Oh, what the f. How the f. Oh, bắn xa đấy. Bắn xa đấy. Bắn xa đi. Xa đấy. Xa đấy. Ok. Chìa khóa này, ngon. Oh, không sao. Tìm mình nó dọn đi cũng được. Pretty fly, yeah. Con ruồi bảo kê. Không hẳn là bảo kê. Oh no 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 no. Nà. Nà. Con lợn. Ôi dồi, thêm một chết rồi. Rồi, mày chết rồi. Còn mày nữa. Rồi, mày chết luôn. Đó, xin. Ô, chỗ này có rất là nhiều đồ nhưng ta tiếp đi. Ô. Ô. Ờ, ờ, ờ. Hau, hau, tôi đỡ bọn nhện này đây. Mình bắn tệ quá. Fuck. Oh shit. Oh shit, ok. Rồi, ok. Ok, rồi. Chơi trò này tệ thật. Mình vẫn chưa mất máu đỏ nào. Không sao cả. Rất là ổn thôi. Mình chưa mất máu đỏ là ok. Rồi, cái gì vậy? High of Club à? Cái này giúp mình nhả... bỏ đây à. Mình có thể giết chúng nó bằng cái này. Ok. Khá đơn giản. Ôi dồi ôi cái lũ này à. Xong rồi rồi. Chết đi 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 chết đi. Oh my god, xong rồi. Ok 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 ok. Rồi sao rồi. Có một điều tao ghét. Chúng mày đi. Tao ghét chúng mày vãi người ra ấy. Chạy thì nhanh. Oh, oh no. Oh shit. Thế đấy. Lại là ló bà con ạ. Fuck you. Thả mồm ra nào. Rồi. Thank you. Phong hiến tế. Ok. Cứ phong vàng ở chỗ nào nhỉ. Đây rồi. Ở đây rồi bà con ơi. Sao cả. Oh no. 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 Ê rồi. Nào, có gì hot. Speed và short speed up. Bây giờ máy mắt mình bắn như súng máy rồi đấy. Oh shit. Cảm ơn đừng. Cảm ơn đừng. Nhìn bắt mình cút hết. So kawaii I die. Nhìn bắt nó kia. So cute. Nhơn. Nhơn. Đâu lâu à? Nó sẽ có mốc cả cursed. Thì không rõ mình nhặt đâu lâu thì được cái gì nhưng mà ok à. Có hai chìa khóa mình nữa vào đây không? Có 18 vàng. Đây là cái gì? Magic finger pay to play. Thì không rõ cái đấy là cái gì cả. I don't get it. Thôi rồi, nó dùng hết tiền của tôi rồi. Tại sao bị nhặt cái này? Tại sao bị bỏ 15.000 15 đồng vàng ra chỉ dùng mua cái này à? Mình có thể bỏ 15 đồng vàng đấy mình vào. À, có thể bỏ 15 đồng vàng đấy chúng ta vào trong cái chỗ arcade kia. Ôi giời con này à. Làm ơn đừng. Anh ơi. What the fuck? Oh my god. Ui rồi ôi. Ui rồi ôi. Ui rồi ôi. Ui rồi. Ui rồi. Ui rồi. Chiêu, how to né? Fuck.
Ô rồi cái đấy trên này được, cái đấy trên này dễ. Ô rồi không phải fuck. Ô mình có Devil Deal kìa, mình vẫn chưa bị mất máu nào. Ấy máu đỏ là cái gì đấy? Speed up và side down. Mình chạy như thằng điên rồi đấy. What? Chả biết gì cả. Ok đấy. Mình nghĩ là Brimstone bắn tia laser. Tất cả lũ chúng mày là chát hết nhở? Mày không bao giờ ăn được tao đâu. Mình rất là muốn thử chơi dùng cái này, biết đâu mình lại được cái túi máu. Nhưng mà nope, không lên thế. Máu mình giờ hiện tại ít rồi, bảo nhiều máu thì chơi chứ hiện tại đang ít máu quá. Mày này chát. Chìa khóa kìa, cái gì chìa khóa? Hình như tầng này vẫn có. Ui rồi ôi, trước mặt hay đằng sau mặt thì cũng thế thôi. Cái con đấy mình phải bắn đằng sau, nhưng mà cái tia laser này thì nó chả tính trước sau gì sất. Ui rồi ôi, nó định, nó con đấy cũng bắn tia laser đằng mình. Damage resistant. Mình giảm đam nhận vào. Oh shit, nope. Oh, không phải con này chứ. Không phải con lỗ át này chứ. Oh shit, chung rồi. Nhân. Chat. Loki à. Mày nghĩ là tao sợ mày à? Mày nhìn thấy tao đang có cái gì đâu. Úi dồi, sao speed up. Bây giờ sạc như sạc luôn bà con ạ. Nhìn nó sạc này. Tí sạc xong phát. Temperance. Oh shit. Tại cái này à? Mình có máu nhỉ? Nếu mình có máu thì mình sẽ chơi. Cho một ít ấy. Ok. Yep. Không đáng lắm bà con ạ. Không đáng chứ lắm. Mình còn team không? Mình còn một cái team nữa. Mình nên làm mấy phát nữa đi cho nó. Biết đâu được cái túi máu hay sao nhỉ? Hai phát nữa đi. Wow, mình cho tao cái này à? Ok, mình cứ tưởng mình được cái túi máu nhưng mà nó cho mình cái cho mình cái dùng để rút máu mình đổi ra tiền ạ. Thôi, không cần. Không khiến mày. Cái đấy thì dùng chỉ để rút máu đổi ra tiền thôi. Ok, màn này là màn chùm thì phải. Màn mình sẽ phải giết mẹ thằng này. Soda mình có vẻ yếu nhỉ. Never mind. Thế cả kinh quá nhờ. Ui ôi kinh nhờ. GG. Ui ôi kinh quá nhờ. Quét. Cái này là cái gì? Amnesia. Thôi tao không uống đâu. Shit, con này nó cũng bắn được. Xong. Máu. HP up. Nice. Hay quá nhờ. Đến tầm này thì còn gì nữa không ta? Ý kiến gì nữa không các cô ơi? Bây giờ tôi máu tôi đầy là xong, là súng với tôi to như thằng bố nói. Thế không định làm gì đây? Ôi dồi ôi, cái gì đấy? No. Tao biết ngay mà. Ôi dồi ôi. Tí nữa đi. Cái trò đấy tí nữa tao không biết nhưng mà vẫn biết được. Hey. Đây là mau đây rồi. Bây giờ mình đang phải suy nghĩ này. Mình sẽ Blitz. Mày cho tao cái gì đấy được không? Lại túi máu. Tôi buồn quá. Fuck you then. Tao sẽ ngồi tao cầy cái đây vậy. Còn tập nó xong. Đấy vậy. Toàn tiền vậy, tao cần máu cơ mà. Please keep máu. Keep máu. Hết tiền của tao rồi, tao không cần tiền, tao cần máu cơ mày. Wow, chìa khóa luôn. Mày cho tao chìa khóa hay không cho tao máu á? Hai cái à? Ok. Wow,
rồi. Con nữa luôn. Please. Why? Tại sao ông rời làm như vậy với tôi? Oh. Wow. Ở đô la 99. Oh shit. Mình unlock được thằng Kane rồi. À, thế thì mình sẽ chơi thằng này rồi. Ồ, hai quả bom này. Mình mong là mình sẽ được cái gì đấy. Máu. Ồ, ngon. Chìa khóa. Ồ. Ồ, chìa khóa. Chìa khóa. God damn it. Ôi, ta không có thời gian để chơi với mày được. Gì? Mặc dù mình có khá là nhiều tiền. Nhiều tiền vô đối đấy. Bây giờ mình kiếm được cái shop phải ngon không? Nhưng mà tiếp theo mình không nhớ được cái shop đâu cả. Mình có một cái shop là mình có thể mua được tất cả mọi thứ luôn đấy. Mình có chịu. Ô, oh, lại anh chùm à? What? Chùm nào đấy? Ô, oh, con này à? Oh, fuck. Fuck you. Sao máu ít vậy? Oh, shit. Mình không nhìn được chúng nó á. Nhơn này một lần. Còn một con nữa. Ô, ô, ô. Ô, xong. Mình mất cái team đen nhưng mà không sao. Đâu còn cần đó cho con tô mình lắm tiền mà. Ok, đi gần vào đây. Ô, cái gì đấy? Bloody friend à? Ô, ô, nếu mà mình đi đâu cái máu này sẽ làm chúng nó gây đam đấy. Ý, kê gen. Mình rất là vui nếu mà mình có một ô rồi. Mình thấy thế này thì làm sao mà tao biết cái máu của con nào với con nào à? Trời ơi. Ok, chết rồi, chắc là ok rồi. No. Riêng lũ có đạn giống tao như chúng mày thì chúng mày phải chết. Có gì hơn đấy không? Ui giời ơi, sao lúc mình cần nó không có một cái shop nào vậy? Buồn cười ghê. Mày biết né cả. Ok. Ô, đây rồi, shop rồi. Shop đây rồi. Mình có thể vào đấy mua tất cả những thứ có trong đấy. Mong là có gì đó ngon hơn. Ờ. Wow. Wow. Ok đây. Bây giờ mình cứ nhặt được cái gì nó được cấp đôi à? Ví dụ mình mua cái này thì mình được hai cái thay. What? À, không, không phải. Tiếp theo không phải, cũng tiếp theo phải bà con. What happened? Mình cứ tưởng nữa mình nhặt một mình được một. Nhưng mà nhặt đúng không? Oh no, no. Oh shit, oh shit, oh shit. Ok, đi qua nhanh. Tốc độ của tao nhanh. Không, không, wow, fuck. Mình đã biết rồi chứ mình. Fuck. Mình chậm quá, no. Nó không, oh. Ồ, oh, bây giờ đồ bất cả những đồ đồ gì rơi ra mình được mình được hai chứ không phải là cái đồ gì. Ê, không phải cái đồ mua. Đồ mua thì không tính. Ồ đấy, cái chìa khóa mình được hai cái chìa khóa. Tiền mình được hai tiền. Ồ. Nhưng mà đánh chụp được cái gì đã? Ai xa. A. Ê. Áo đầu quá. Mà tính tính của tôi giá vào. Nhờ này, ủa khi mình mất máu nhiều quá. Fuck. Ai suck. Úi giời tay kìa. What the fuck, kinh thế. Xong. Isaac was nice. His mother, fueled with the desire to serve God, là coi như là God was bearing down on Isaac. Có nhiều cái kết hợp I told my lord, I love you above all else. Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. Me. Nice. What? Whoosh. Shit. Nice, đấy là cái end đầu tiên của Binding of Isaac. Còn và mình đã mở khóa được cái trong bụng của bà kia và mình unlock được mấy con thằng đi ngựa với cả một đống thứ vớ vẩn. Yeah, vậy là thực ra cái end nó có khoảng oh, what the fuck is it? Đây là cái gì đấy? No, no, mình đang làm gì đấy? Oh, nó là challenge. Ok, ok, hiểu hiểu. Start đấy. Xem nào. Cái ending của nó khoảng 16 ending phải tính. 16 ending mà con ạ. Mình mới được một cái end. Đấy là cái nó cũng chả tính là ending, nó tính là credit hay sao ấy.
tính là một ending bảo con ạ. Oh shit, wow. Ok, vậy là chúng ta đã xong được phần đầu tiên. Mọi người thấy cái này thế nào? Hay thì cho mình like, thích thì share các kiểu con đà điểu. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Nếu mọi người muốn mình làm fake cam tập sau thì mọi người bảo mình ở dưới comment. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Mình cứ bye. Sẽ chết khi mà mặt trăng tới. Tôi là sao? Oh no! Không! Thắp mắt lên! Nó khóa mình lại trong này. Oh shit! Sao cái này thành cửa tường? Oh. Oh, man.